Dạ vâng, kính thưa giáo sư Đặng Quốc Tuấn, kính thưa các báo cáo viên, các quý vị đồng nghiệp. Tôi là bác sĩ Đặng Quốc Thông, trưởng khoa nội phổi Bệnh viện Chợ Rẫy. Hôm nay tôi rất là vui được tham dự cái hội nghị khoa học của Hội Hấp Việt Nam. Và cũng cảm ơn ban tổ chức đã xây dựng cái chương trình khoa học rất là hay. Và hôm nay tôi sẽ trình bày về phần chẩn đoán và điều trị nấm Aspergillus phế quản phổi dị ứng. Thì nội dung sẽ có về tổng quan bệnh nấm phổi Aspergillus phế quản phổi dị ứng, các lâm sàng, các xét nghiệm liên quan bệnh, chẩn đoán, điều trị, tiên lượng biến chứng và kết luận. Thì Aspergillus là một cái loại nấm mốc mà có thể gặp nhiều nơi ở trong môi trường, đặc biệt là những cái nơi có cái nhiều cái chất hữu cơ. Và khi mà nhiễm bệnh ở người thì nó có thể gây ra nhiều cái loại bệnh, từ cái phản ứng quá mẫn đến xâm lấn mạch trực tiếp, tùy theo cái cơ địa, tùy theo cái khả năng miễn dịch của ký chủ. Và nhiễm Aspergillus ở người thì có thể phân 3 loại, đó là nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn, hay là nhiễm nấm Aspergillus mãn tính, hoặc là các cái thể dị ứng với Aspergillus. Và các cái loại nấm Aspergillus thường hay gây bệnh thì gồm có Fumigatus, Nigae, Flavus và Clavatus. Thì bệnh nấm Aspergillus ở phế quản phổi dị ứng, mà từ sau đây thì chúng ta sẽ nói tắt là ABPA, thì nó là một cái tổn thương phổi thứ phát sau cái phản ứng quá mẫn với các cái kháng nguyên của các loại Aspergillus mà chúng ta thường thấy là Fumigatus. Và cái bệnh này người ta thấy là hầu như nó chỉ xảy ra ở bệnh nhân hen hoặc bệnh sơ nang, với những cái biểu hiện đặc trưng là co thắt phế quản, thâm nhiễm phổi, tăng bạch cầu ái toan. Và bệnh nhân có những cái bằng chứng miễn dịch hoặc về dị ứng với các kháng nguyên của Aspergillus. Và nếu mà không điều trị thì cái tình trạng này sẽ dẫn đến những cái tổn thương không hồi phục như là giãn phế quản và sơ phổi. Về mặt dịch tễ thì người ta thấy là thường chỉ gặp ở bệnh nhân hen nặng và bệnh sơ nang. Người ta thấy là có 25% bệnh nhân hen và đến 50% bệnh sơ nang thì có tình trạng dị ứng với Aspergillus, biểu hiện qua cái xét nghiệm mà lẫy da dương tính với kháng nguyên Aspergillus thì nó dương. Nhưng mà cái tỷ lệ mà có bệnh thật sự ABPA trên những bệnh nhân này thì nó không cao như vậy. Người ta thấy thì thường chỉ có khoảng 13% bệnh nhân hen và 9% bệnh nhân sơ nang thì thật sự có bệnh. Và trong năm thì người ta thấy cái tỷ lệ bệnh tăng cao nhất vào mùa đông. Thì thường là do sau cái mùa mà lá rụng á, thì cái đó nó tạo nên nhiều cái chất hữu cơ để cho các cái vi nấm nó phát triển. Về sinh lý bệnh thì chúng ta thấy là khi mà vi nấm ở trong cái chất nhầy niêm mạc đường hô hấp á, thì nó có thể phát triển thành những cái sợi nấm, và tùy theo cái cơ địa những cái bệnh nhân phù hợp thì nó có thể kích hoạt các cái phản ứng viêm dị ứng, nó tăng cái kích hoạt cái phản ứng viêm qua cái TH2 để huy động các cái dưỡng bào như là các cái cytokine, các cái yếu tố gây viêm, từ đó nó càng lôi kéo thêm các cái bạch cầu ái toan vào để đến tiêu diệt các cái sợi vi nấm này và gây ra cái và gây ra cái tình trạng viêm nó càng ngày càng nhiều hơn và gây ra các cái triệu chứng của bệnh. Về lâm sàng thì thường là bệnh nhân là có tiền căn hen hoặc sơ nang với cái biểu hiện là hen cái kiểm soát kém, dù mà đã điều trị tối ưu bệnh nhân có thể có những cái triệu chứng không đặc hiệu như là mệt mỏi, sốt, chán ăn, sụt cân, hay là những cái triệu chứng liên quan tới đường hô hấp như là đau ngực, khó thở, ho đàm lẫn máu, hay là ho là những cái nút đàm nhầy nâu. Và nếu bệnh nhân có bị viêm xoang diễn do nấm thì có thể có dịch mũ xoang, và khám thì có thể có cái ran rít, ran ngáy hay ran nổ ở phổi. Xét nghiệm lâm sàng mà đầu tiên thường làm đó là cái xét nghiệm Aspergillus ở da, thì nó cho thấy cái sự mẫn cảm của da tức thì với Aspergillus fumigatus, và đây là do cái sự hiện diện của kháng thể IgE đặc hiệu với Aspergillus fumigatus. Và về mặt kỹ thuật thì nó thấy là xét nghiệm trong da nó nhạy cảm hơn là xét nghiệm lẫy da để chẩn đoán nhạy cảm với Aspergillus. Cái thứ hai là các cái xét nghiệm máu thì thông thường trên thực tế chúng ta hay làm hơn cái test lẫy da, đó là định lượng cái IgE toàn phần trong huyết thanh thì nó tăng thường là trên 1000 đơn vị trong ml, và có IgE đặc hiệu fumigatus trong huyết thanh cũng tăng, có sự hiện diện của cái tủa huyết thanh bằng cái phương pháp là khuếch tán gel, hoặc là tăng cái IgG huyết thanh đặc hiệu với Aspergillus fumigatus, và tăng cái bạch cầu ái toan trong máu ngoại vi. Nhưng mà ở bệnh nhân, những bệnh nhân đã có dùng cái corticoid thì bạch cầu ái toan có thể không tăng. Về mặt hình ảnh học thì X quang ngực quy ước thì người ta thấy nó có độ nhạy khoảng 50% trong cái chẩn đoán ABPA, gồm những cái hình ảnh như là thâm nhiễm nhu mô, giãn phế quản,
và những cái tổn thương này thường là ở thùy trên. Và chúng ta có thể chụp các lớp vi tính lồng ngực là di giải cao để giúp phát hiện những cái tổn thương mà có thể bỏ sót qua cái X-quang ngực quy ước, như là những cái hình ảnh giãn phế quản hay là những cái nốt trung tâm tiểu thùy. Thì đây là một số cái hình ảnh học mà có thể hay gặp trong cái ABPA. Ví dụ đây là cái hình ảnh mà người ta gọi là cái dấu là ngón tay trong cái bao tay, tức là trên cái phim X-quang ngực thẳng chúng ta có thể thấy cái phần trên của bên phải nó có những cái hình mờ mà nó theo nhánh như là các cái ngón trong cái găng tay. Thì đó là do các cái chất nhầy nó nằm ở trong các cái nhánh phế quản. Hoặc là trên cái hình ảnh CT ngực thì chúng ta thấy có những cái hình mờ mà theo đường ống, và những trên cái hình ảnh mà tái tạo hình ảnh thì chúng ta thấy là có cái sự tắc nghẽn của nhánh phế quản, tức là những nhánh phế quản bị cắt cụt đi. Một cái hình ảnh khác chúng ta cũng có thể gặp cũng đó là cái hình ảnh đường xe điện, tức là cái hình ảnh mà các quý vị đồng nghiệp thấy là có cái chú thích của mũi tên đó. Thì đó là những cái đường mà nó song song với nhau, nó kéo dài từ rốn phổi, nó theo cái phân bố của phế quản. Thì cái hình ảnh này là do cái phế quản bị viêm và phù nề nó tạo ra. Một cái hình ảnh khác đúng là người ta cũng có mô tả, đó là cái hình mờ như là có cái kem đánh răng nữa đó. Là do cái này là do cái hình mờ đó là do những cái chất nhầy trong phế quản mà chúng ta có thể thấy tương ứng ở bên cái trong cái nhánh phế quản qua nội soi phế quản. Cũng có thể thấy cái hình ảnh gọi là hình ảnh mờ hình nhẫn, tức là do các cái thành phế quản bị giãn bị viêm. Giãn bị viêm thì cái phế quản này nó đi chung với mạch máu thì nó tạo ra cái hình ảnh nhẫn như vậy, tức là cái phế quản sẽ tạo ra hình của cái vòng của cái nhẫn, còn cái mạch máu kế bên thì nó là cái hình của cái mặt của cái nhẫn, thì nó tạo ra cái hình mờ hình nhẫn. Một cái xét nghiệm khác là chức năng phổi thì nó không có cái vai trò trong cái chẩn đoán, nhưng mà nó giúp đo lường cái mức độ suy giảm chức năng phổi và theo dõi sự cải thiện của chức năng phổi trong cái quá trình điều trị. Thì cái biểu hiện của chức năng phổi có thể là tắc nghẽn, đặc biệt là tung nhận hen, hoặc là có thể là hạn chế và giảm cái khả năng quyết tán khí qua màng phế năng mau mạch. Cái xét nghiệm soi đờm hoặc là soi phế quản thì đối với cái dịch rửa phế quản phế năng thì người ta thấy là nó có tăng cái bạch cầu ái toan ở mức độ trung bình, tăng IgE và IgA đặc hiệu của aspergillus. Và nếu mà người ta chảy phế quản thì có thể thấy cái tinh thể sarcolidin có nguồn gốc từ bạch cầu ái toan hay sợi nấm, như là trên hình mà quý vị có thể thấy cái tinh thể sarcolidin. Và nếu chúng ta lấy được cái mẫu đàm là xét nghiệm hoặc là sinh huyết mô phổi thì có thể thấy được các sợi nấm trong các cái nút nhầy này, và đây được coi là cái dấu hiệu đặc trưng cho bệnh. Việc cái nấm đường hô hấp thì chúng ta cũng biết là nó không có cái giá trị trong chẩn đoán, nhưng mà nó giúp cho mình đánh giá cái sự nhạy thuốc hay kháng thuốc gì đó nếu chúng ta cấy là có nấm mọc. Như vậy thì về chẩn đoán thì nếu như bệnh nhân hen hoặc là sơ nang có những cái biểu hiện như là các cái đợt cấp thường xuyên không rõ nguyên nhân, hoặc là những cái thâm nhiễm di chuyển, hoặc là không mất trên phim X quang, hay là có bằng chứng về giãn phế quản, hay là tăng bạch cầu ái toan trong máu kéo dài, hoặc là cái đàm thấy aspergillus, thì những cái cơ địa những cái bệnh nhân này thì chúng ta cần tầm soát để tìm ABPA theo những cái triệu chứng cận lâm sàng mà chúng tôi vừa mới nêu. Thì theo Hội Nấm Học ở Người và Động Vật Quốc tế thì nếu mà bệnh nhân có những cái bệnh lý định hướng như là hen hoặc bệnh sơ nang, có những cái tiêu chí bắt buộc và người ta khuyên là nên có hai cái tiêu chí bắt buộc, đó là cái xét nghiệm aspergillus ở da dương tính, hoặc là IgE đặc hiệu với aspergillus dương tính tăng, hoặc là tăng huyết thanh, IgE huyết thanh là trên 1.000 đơn vị trên ml, và có các tiêu chí khác ít nhất 2 trong 3 tiêu chí là hiện diện của cái tủa hoặc kháng thể IgG kháng aspergillus fumigatus, hoặc là hình ảnh X-quang phù hợp với ABPA, hoặc là bạch cầu ái toan trong máu trên 500 ml ở bệnh nhân chưa sử dụng steroid thì cho phép mình chẩn đoán. Và nếu mà bệnh nhân có tất cả những cái tiêu chí khác thì cái tiêu chí về IgE huyết thanh có thể thấp hơn, cũng cho phép chẩn đoán. Còn ở bệnh nhân những cái bệnh nhân mà sơ nang thì Hiệp hội bệnh sơ nang họ có đưa một cái tiêu chí cải biên để chẩn đoán ABPA, đó là những bệnh nhân bệnh sơ nang mà có ho khò khè đầm tăng, hoặc là cái suy giảm chức năng phổi IgE huyết thanh trên 1.000,
hoặc là tăng trên 2 lần so với ban đầu, hoặc là có tủa hoặc tăng IgG, IgE đặc hiệu acidosis, hay là những cái tổn thương mới trên X-quang sinh thiên ngực thì có thể chẩn đoán là ABPA. Và họ khuyên là nếu bệnh nhân sơ nang có triệu chứng, có những phát hiện mới trên X-quang tăng IgE hơn 500 đơn vị trên lít so với ban đầu thì nên điều trị ABPA cho bệnh nhân này. ABPA thì thông thường thì có thể diễn tuyến theo các cái giai đoạn, tức là giai đoạn đầu thì khi bệnh nhân đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán lần đầu nhưng mà cái triệu chứng chưa có rầm rộ, hen vẫn kiểm soát được thì đó là cái giai đoạn không, giai đoạn bắt đầu. Nhưng bệnh nhân này có thể là cái giai đoạn cấp với cái triệu chứng phù hợp với ABPA hoặc là tình trạng hen không kiểm soát. Và khi điều trị thì bệnh nhân có thể có đáp ứng điều trị biểu hiện bằng cái cải thiện lâm sàng và X-quang cũng như là IgE giảm tối thiểu là 25% so với lần đầu sau 8 tuần. Nhưng mà trong quá trình diễn tiến thì cái ABPA này có thể xuất hiện những cái đợt cấp với cái triệu chứng lâm sàng X-quang xấu đi và cái IgE nó tăng ít nhất 50% so với lúc cơ bản hoặc lúc thiên giảm sau điều trị. Và mình điều trị thì bệnh nhân có thể đạt được cái thuyên giảm thông qua cái duy trì và cải thiện về lâm sàng X-quang cũng như là nồng độ IgE sẽ dưới cái mức cơ bản hoặc tăng nhưng mà ít hơn 50% trong ít nhất là 6 tháng sau cái điều trị. Nhưng mà một số bệnh nhân thì có thể rơi vào cái tình trạng là lệ thuộc điều trị, tức là cần phải điều trị kéo dài, tức là biểu hiện là bệnh nhân có ít nhất 2 đợt cấp trong vòng 6 tháng sau khi ngưng điều trị, hoặc là lâm sàng và X-quang xấu đi cùng với sự xấu đi về diễn dịch học, tức là tăng nồng độ IgE khi mà mình giảm bớt các cái thuốc điều trị, hoặc là hen lệ thuộc vào glucocorticoid, tức là cần phải dùng corticoid toàn thân để kiểm soát hen, trong khi mà ABPA thì đã lùi bệnh thông qua các cái xét nghiệm như IgE và hình ảnh lồng ngực thì lùi, nhưng mà hen của bệnh nhân vẫn phụ thuộc corticoid. Và một số bệnh nhân sẽ tiến triển nếu mà chúng ta điều trị không hiệu quả, tiến triển thành những cái tổn thương mà không hồi phục như là giãn phế quản hay là biến chứng tâm phế mạng hay là siêu hấp mãn tính. Về điều trị ABPA thì mục tiêu là kiểm soát triệu chứng, ngăn ngừa kiểm soát đợt cấp, bảo tồn cái chức năng phổi với các cái thuốc này, chúng ta cũng sẽ đi qua. Thì đầu tiên là thuốc corticoid toàn thân, đây là cái liệu pháp chính cho ABPA. Thì và trong đợt cấp thì mình có thể dùng đường tiêm, thường là mình dùng prednisolone với cái liều như quý vị thấy chúng ta. Và một số bệnh nhân có thể cần phải duy trì cái liều thấp là 5-7.5mg một ngày, tức là 1 viên đến 1 viên rưỡi một ngày. Như vậy cái thời gian điều trị mà corticoid toàn thân này ít nhất là 3-5 tháng. Và nên theo dõi cái nồng độ IgE trong vài tháng sau giờ đẳng cấp. Và nếu mà nồng độ IgE tăng hơn 100% thì nó nâng lại cái liều corticoid. Và dùng corticoid thì có thể giúp kiểm soát co thắt phế quản cũng như giảm cái nhu cầu corticoid toàn thân. Thì trong cái quá trình điều trị corticoid chúng ta cũng chú ý những cái giai đoạn bệnh để mình điều chỉnh cái liều hợp lý. Thí dụ bệnh nhân ở giai đoạn 1 và 3, đó là cái giai đoạn cấp tính và vào đợt cấp thì cần dùng corticoid uống hoặc là đường tiêm. Và ở cái giai đoạn mà bệnh nhân đạt được cái lưu bệnh sau điều trị thì cần theo dõi để kiểm soát cái triệu chứng và giữ cái mức ở mức cơ bản. Và nếu như bệnh nhân phụ thuộc vào điều trị hay là có những cái biến chứng tiến triển thì cần sử dụng corticoid lâu dài. Về thuốc thứ hai là thuốc kháng nấm, thì thuốc kháng nấm thì người ta thấy là nó có cái tác dụng là giảm cái tải lượng nấm, nó giảm được cái tình trạng viêm và có thể giúp giảm được cái phụ thuộc vào corticoid đường toàn thân. Thì thuốc được nghiên cứu nhiều nhất, có hiệu quả nhất là itraconazole, thì với cái liều là 200mg hai lần một ngày và trong điều trị 6 tuần thì nó giúp giảm liều corticoid, giảm nồng độ IgE. Và nếu như bệnh nhân phụ thuộc corticoid có tái phát thường xuyên thì có thể dùng kéo dài itraconazole với liều thấp hơn là 200mg ngày hoặc là cách ngày. Đối với các thuốc kháng nấm khác thì ví dụ như là nystatin hay là amphotericin thì người ta thấy chưa có hiệu quả, không có hiệu quả. Ketoconazole thì có thể có hiệu quả trong điều trị acidosis nhưng mà do cái độc tính cho nên thường là không được chỉ định. Các cái thuốc mới hơn như là voriconazole, posaconazole thì có hiệu quả nhưng mà thật sự nó rất là mắc, cho nên là cũng không được sử dụng ngay từ đầu mà thường là chỉ được sử dụng để trong cái điều trị bước 2. Còn cái amphotericin dạng B và dạng lipid đó, mà đường phun khí dung thì đến nay thì chưa có cái đầy đủ các nghiên cứu để cho thấy có cái hiệu quả, cho nên là cũng chưa có được chỉ định.
Về kháng EGR thì hiện nay ở Việt Nam có omalizumab, thì nó là một cái thuốc mà ức chế cái gắn với EGR và dưỡng bào hoặc là tế bào ếch kim. Thì theo một số cái nghiên cứu ở một số đối tượng thì có thể là một cái lựa chọn thay thế cho những bệnh nhân sơ nang có ABPA, thì nó cũng giúp giảm nhu cầu steroid, giảm triệu chứng viêm toàn thân. Và cái và thời gian dùng thì ít nhất là 46 tháng. Nhưng mà cái thuốc này thì ta cũng biết là rất là mắc, cho nên nếu mà dùng cái thuốc này với cái liệu trình điều trị như thế này thì chi phí điều trị nó sẽ rất là cao, cho nên là hầu như là cũng rất ít được có thể áp dụng được. Ngoài ra chúng ta cần can thiệp đến các điều trị hỗ trợ khác như là thông đường thở cho bệnh nhân giãn phế quản, như là phun khí dung nè, tập vật lý trị liệu hô hấp, và khuyên bệnh nhân tránh các cái khu vực, các cái điều kiện môi trường sống có cái lượng nấm mốc cao, như là những nơi có nhiều cái chất liệu hữu cơ phân hủy, hay là trong có môi trường ẩm mốc ở trong nhà. Thì như vậy nó thấy là cái điều trị như vậy nó liên quan nhiều thuốc, mà các thuốc này thường nó cũng có nhiều cái tác dụng phụ, cho nên chúng ta cũng phải quan tâm tới, trong cái điều trị quan tâm tới cái độc tính và cái tác dụng phụ. Ví dụ độc tính của itraconazole thì có thể là ảnh hưởng chuyển hóa các thuốc khác ở gan, hay là có thể gây rối loạn xét nghiệm chức năng gan, phát ban và phù buồn nôn và tiêu chảy. Hay là cái tác dụng phụ của glucocorticoid chúng ta biết có thể là đái tháo đường, là tăng huyết áp, loãng xương, hay là đục thủy tinh thể v.v. Còn tác dụng phụ của omalizumab thì thường chủ yếu là sưng, đau, tấy đỏ ở cái nơi tiêm. Nhưng mà một số bệnh nhân hen mà đặc biệt cơ địa mẫn cảm thì có thể gặp cái phản vệ. Về tiên lượng của ABPA thì đến nay thì cái tiến triển cũng như là cái thuyên giảm hay là cái tái phát của ABPA người ta thực sự chưa được hiểu rõ lắm. Người ta thấy điều trị thích hợp thì đa số các trường hợp mình có thể kiểm soát được ABPA và lui bệnh lâu dài. Nhưng mà cái mức độ EGR thường nó không hoàn toàn về bình thường, nhưng mà nó giảm mà khoảng một nửa so với cái mức ở trong giai đoạn cấp. Và cái việc điều trị duy trì steroid liều thấp thì có thể ngăn cái tiến triển thành sơ phổi và tránh cái tình trạng, hạn chế cái tình trạng lùi thuộc glucocorticoid. Người ta thấy là bệnh nhân không bị giãn phế quản thì có cái xu hướng duy trì chức năng phổi tốt hơn, mặc dù bệnh nhân vẫn có thể thỉnh thoảng vào đợt cấp, nhưng mà những bệnh nhân mà có cái FEV1 thấp dưới 0,8 lít kéo dài thì thường có tiên lượng xấu hơn. Và cái biến chứng của ABPA thì cũng khá là nhiều. Nó có thể gây ra các cái đợt cấp hen tái phát và lệ thuộc vào corticoid, có thể tiến triển thành u nấm acidulis hay những cái bệnh acidulis xâm lấn, acidulis phổi mạn tính, hay là gây tổn thương, những cái tổn thương cấu trúc của phổi như là giãn phế quản, khí huyết thủng, tạo hang, hay là và các cái biến chứng của cái giãn phế quản, ví dụ như là thoái máu hay nhiễm trùng tái phát nhiều lần. Vì cũng như vậy thì cũng có do nhiều cái tác dụng phụ và những cái biến chứng vậy của bệnh, cũng như cái việc điều trị nó cũng khá là phức tạp, cho nên là chúng ta cần lưu ý giáo dục bệnh nhân về cái chuyện theo dõi cái triệu chứng hàng ngày của họ để mà tham khảo ý kiến bác sĩ khi cần, những cái triệu chứng tác dụng phụ của corticoid khi dùng kéo dài, ví dụ như phải theo dõi đo mật độ xương hay đi khám mắt định kỳ, hay là khi cần hướng dẫn bệnh nhân những cái kỹ thuật về tự chăm sóc, làm sạch đàm hay là chủng ngừa cúm và phế cầu, và cũng như là tránh các cái nơi điều kiện môi trường mà có sự lượng nấm mốc cao. Và do cái việc điều trị nó phức tạp nhưng như nhiều cái biến chứng như vậy, cho nên là chúng ta cần phối hợp của các cái nhân viên y tế trong nhiều lĩnh vực để mà có thể mang lại cái kết quả theo quản lý bệnh tốt nhất. Tức là ở bệnh nhân hen, bệnh nhân sơ nang thì chúng ta cũng chú ý là cần tầm soát cho những bệnh nhân này dựa vào các cái triệu chứng lâm sàng. Các bác sĩ về chuyên khoa hô hấp, bác sĩ nhiễm, các bác sĩ về chẩn đoán hình ảnh, vật lý trị liệu hay là các cái dược sĩ thì cũng sẽ cần phối hợp với nhau để chúng ta nghĩ tới và để chẩn đoán, phát hiện, điều trị sớm, ngăn cái biến chứng cũng như là quản lý được, ngăn được các cái tác dụng phụ của các thuốc mà bệnh nhân sử dụng rất là nhiều. Vai trò của điều dưỡng cũng rất là quan trọng trong cái bệnh này. Là điều dưỡng thì họ sẽ giúp là theo dõi cái triệu chứng cũng như diễn tiến bệnh để báo lại cho bác sĩ điều trị để có những cái can thiệp khi cần, và giáo dục bệnh nhân, gia đình về những cái triệu chứng diễn tiến để mà tái khám khi cần. Như vậy, bệnh hen và sơ nang thì nên được tầm soát ABPA. Và cái việc đầu tiên mình thường làm là xác định cái EGR nhạy cảm với acidosis ở da hay là của máu. Và nếu bệnh cảnh lâm sàng gợi ý có cái xét nghiệm huyết thanh, xét nghiệm hoặc là cái xét nghiệm ở da dương tính thì giúp ở chẩn đoán.
Và chẩn đoán và điều trị sớm thì có thể ngăn ngừa giãn phế quản hoặc là xơ phổi. Đó là một cái biến chứng không hồi phục ở cái giai đoạn sau của bệnh. Cảm ơn sự theo dõi của các quý vị đồng nghiệp.